Xin chào mọi người và tiếp tục chuỗi video giải pháp marketing dành cho doanh nghiệp. Ở video này thì Dũng sẽ chia sẻ cái giải pháp là thiết kế hồ sơ năng lực. Và trong nội dung video này thì sẽ có 4 phần chính. Phần thứ nhất là Dũng chia sẻ với mọi người là hồ sơ năng lực là gì. Và cái thứ hai là cái lợi ích khi mình tạo ra hồ sơ năng lực là gì. Và cái thứ ba là trong một cái hồ sơ năng lực ấy thì sẽ gồm những cái thành phần nào để mọi người có thể biết và chuẩn bị. Và cái thứ tư là các bước triển khai như thế nào. Thì đầu tiên là hồ sơ năng lực. Thì hồ sơ năng lực nó hay được gọi là profile của một công ty, hoặc là công ty, doanh nghiệp hoặc là cá nhân. Thì nó sẽ giúp mình là thể hiện là thứ nhất là thông tin về cá nhân hoặc là doanh nghiệp đấy. Và tiếp theo là nó sẽ giúp mình là truyền tải tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của cá nhân hoặc là doanh nghiệp đấy. Và trong hồ sơ năng lực thì mình có thể chia sẻ là tiềm năng phát triển hoặc là những cái dự án, những cái sản phẩm mà mình đã từng triển khai. Và cái nội dung thứ hai ở trong video này là tạo xong hồ sơ năng lực thì sẽ có những cái lợi ích gì. Thì nó thường nó sẽ có 4 lợi ích chính. Lợi ích đầu tiên là nó sẽ giúp mình là giới thiệu về cá nhân hoặc là doanh nghiệp đấy, giới thiệu thông tin về cá nhân hoặc là doanh nghiệp đấy. Và cái thứ hai là nó sẽ giúp mình là tăng cái tính chuyên nghiệp khi mình làm việc với khách hàng. Và cái thứ ba là nó sẽ giúp mình là tăng độ nhận diện thương hiệu của cá nhân hoặc là của doanh nghiệp. Và cái thứ tư là nó bổ sung hồ sơ khi ví dụ mình tham gia đấu thầu một cái dự án hoặc tham gia một cái dự án nào đấy, thì thường sẽ bổ sung cái hồ sơ năng lực. Và ở trong một file hồ sơ năng lực thì thường sẽ có 6 phần chính mọi người nhé. Phần đầu tiên là một cái thư ngỏ này, thư ngỏ hay là còn gọi là lời chào, lời giới thiệu, lời mở đầu đấy. Và phần thứ hai là thông tin về cá nhân hoặc là doanh nghiệp đấy. Là trong cái phần thông tin này thì sẽ gồm là giá trị cốt lõi này, tầm nhìn sứ mệnh như thế nào, mình sẽ thể hiện là phần này. Và phần thứ ba là cái năng lực của công ty hoặc năng lực của cá nhân đấy. Và phần thứ tư là cái thành tích, kết quả, giải thưởng đạt được là gì. Và phần thứ năm thì có thể là thông tin về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp. Và phần thứ sáu là lời cảm ơn. Thì bây giờ Dũng sẽ mở mẫu một số cái. Ví dụ đầu tiên là khi mọi người mở này thì mọi người sẽ thấy là cái phần đầu tiên là cái thư ngỏ này. Thư ngỏ hoặc là lời chào, lời giới thiệu đấy. Thì nó sẽ ở cái trang đầu tiên này. Và phần thứ hai là thông tin về công ty hoặc là cá nhân hoặc là doanh nghiệp đấy. Thì mọi người sẽ thấy là cái phần là về chúng tôi này. Về chúng tôi, xong là giá trị cốt lõi này, tầm nhìn sứ mệnh này, hoặc là cái một cái phần gì đấy mọi người muốn thể hiện ở đây. Thì đây là phần thứ hai. Và phần thứ ba là năng lực của công ty mọi người nhé. Thì năng lực công ty thì có thể mình đưa phần giấy phép hoạt động này, giấy phép hoạt động, phần giới thiệu này, các giải thưởng này. Đấy, năng lực của công ty đấy. Năng lực công ty. Và phần thứ tư là cái kết quả đạt được là gì. Thì là các giải thưởng như thế nào mọi người này. Thì mình có thể xem vào phần này. Đấy. Đấy, đây là cái kết quả này. Đấy, kết quả là gì thì mình xem ở những cái phần này. Đấy, kết quả đây. Kết quả. Và phần tiếp theo là mọi người sẽ thấy, sẽ biết là nó sẽ là phần là thông tin về sản phẩm hoặc là dịch vụ. Thì đây mọi người sẽ thấy là đây là phần thông tin về sản phẩm và dịch vụ này, giải pháp này. Mình sẽ đưa vào phần này. Và phần cuối cùng thì sẽ là cái lời cảm ơn. Đấy là phần thứ 6. Thì các mẫu khác thì cũng như thế thôi. Đấy, mình sẽ nhìn thấy là cái bố cục thì nó sẽ như nhau thôi. Và trong quá trình làm việc thì mình có thể là tùy biến và làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu khách hàng. Và về cuốn hồ sơ năng lực thì trong một số trường hợp nhé, thì có thể khách hàng sẽ cần thêm ngoài phiên bản tiếng Việt như thế này, thì có thể khách hàng sẽ cần thêm phiên bản tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn hoặc là một số ngôn ngữ khác, thì bên Dũng đều có thể triển khai được. Và có một cái hay là sau khi mình thiết kế xong nhé, thì ngoài việc mình có thể in ra thì mình có thể là xuất bản dưới dạng là sách điện tử như thế này, thì sẽ tiện hơn trong quá trình mình làm marketing. Thì ok, để Dũng xin kết thúc video này tại đây.